chỉ cần gìn giữ các hạnh trong sạch, giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Love.